Huynh, mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng 7 tháng 11 năm 2021 của Báo Thanh Niên. Bản tin được phát vào 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ tổng hợp những tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như công tác phòng chống dịch của các địa phương. Sau đây là nội dung của bản tin sáng nay. Bản tin Bộ Y tế tối 6 tháng 11 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 11 đến 16 giờ ngày 6 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới, 1.754 ca khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo về 58 ca tử vong tại 14 tỉnh thành phố, nâng tổng số ca tử vong lên 22.470 ca. Thông tin về 7.491 ca nhiễm mới như sau: 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 7.480 ca ghi nhận trong nước, giảm 7 ca so với ngày trước đó tại 55 tỉnh thành phố, có 3.108 ca trong cộng đồng, gồm Đồng Nai 1.085 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 986 ca, Bình Dương 921 ca, An Giang 490 ca, Kiên Giang 475 ca, Cà Mau 318 ca, Tây Ninh 267 ca, Bạc Liêu 265 ca, Tiền Giang 229 ca, Bình Thuận 205 ca, Sóc Trăng 203 ca, Cần Thơ 201 ca, Đồng Tháp 198 ca, Hà Giang 146 ca, Long An 142 ca, Hà Nội 116 ca, Vĩnh Long 97 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 96 ca, Bến Tre 84 ca, Trà Vinh 73 ca, Đắk Lắk 73 ca, Phú Thọ 71 ca, Gia Lai 63 ca, Thừa Thiên Huế 63 ca, Bắc Ninh 53 ca, Khánh Hòa 50 ca, Ninh Thuận 49 ca, Nghệ An 48 ca, Bắc Giang 44 ca, Quảng Ninh 43 ca, Thanh Hóa 37 ca, Nam Định 29 ca, Lâm Đồng 27 ca, Quảng Nam 27 ca, Điện Biên 23 ca, Đà Nẵng 21 ca, Hà Nam 18 ca, Quảng Ngãi 18 ca, Hưng Yên 16 ca, Hà Tĩnh 16 ca, Vĩnh Phúc 16 ca, Quảng Bình 13 ca, Lạng Sơn 11 ca, Bình Định 11 ca, Hải Phòng 10 ca, Hải Dương 10 ca, Lai Châu 7 ca, Thái Bình 6 ca, Kon Tum 3 ca, Ninh Bình 2 ca, Phú Yên 1 ca, Thái Nguyên 1 ca, Hòa Bình 1 ca, Yên Bái 1 ca, Tuyên Quang 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Bạc Liêu giảm 203 ca, Bình Thuận giảm 93 ca, Đắk Nông giảm 76 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Đồng Nai tăng 132 ca, An Giang tăng 79 ca, Cà Mau tăng 77 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.349 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 961.038 ca nhiễm, đứng thứ 38 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.756 ca nhiễm. Ở đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 956.126 ca. Trong đó có 836.284 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm Thành phố Hồ Chí Minh 437.615 ca, Bình Dương 238.079 ca, Đồng Nai 71.176 ca, Long An 35.642 ca, Tiền Giang 17.871 ca. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.754, tổng số ca được điều trị khỏi là 839.101. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.235 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.283 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 522 ca, thở máy không xâm lấn là 117 ca, thở máy xâm lấn là 300 ca, ECMO là 13 ca. Từ 17h30 ngày 5 tháng 11 đến 17h30 ngày 6 tháng 11,
ghi nhận 58 ca tử vong tại 14 tỉnh thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh 32 ca, Bình Dương 5 ca, Kiên Giang 5 ca, Đồng Nai 4 ca, Bạc Liêu 2 ca, Cà Mau 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Bình Định 1 ca, Sóc Trăng 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Bình Thuận 1 ca, Long An 1 ca, Cần Thơ 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 63 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 122.659 xét nghiệm cho 261.780 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 22.859.757 mẫu cho 61.898.223 lượt người. Trong ngày 5 tháng 11, có 2.025.601 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 88.404.883 liều, trong đó tiêm một mũi là 60.260.916 liều, tiêm mũi 2 là 28.143.967 liều. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến nay, cả nước đã tiêm được 86.319.808 liều vaccine, trong đó mũi 1 là 59,3 triệu liều và mũi 2 là gần 27 triệu liều. Để làm cơ sở cho việc phân bổ vaccine trong các tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vaccine khẩn trương, đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine COVID-19 trong tháng cuối năm cho người từ 18 tuổi trở lên, rà soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi, 12 đến 15 tuổi và 16 đến 17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này. Xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vaccine, báo cáo về Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Đáng chú ý, theo ý kiến của một số chuyên gia về tiêm chủng của Bộ Y tế, Việt Nam chưa có vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Các trẻ này cần vaccine khác. Với trẻ 12 tuổi trở lên thì sử dụng vaccine Pfizer và Moderna có chỉ định tiêm như với người lớn. Sáng 6 tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đã thông tin về chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố, Bộ Y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng, điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khu thu dung điều trị và tại nhà. Mục tiêu của chương trình là các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng được tiếp cận thuốc an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, chủ động, từ đó góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong, giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Monopiravir trong điều trị COVID-19 đã công bố trên thế giới, cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Đồng thời, căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc. Bộ Y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại nhà và cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 8 năm 2021.
và hiện nay đã mở rộng triển khai tại 22 địa phương có dịch trong toàn quốc. Việc triển khai chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt và được theo dõi, kiểm soát, ghi nhận, đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia, cán bộ, nhân viên y tế. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm real-time PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30 từ 72,1% đến 99,1%. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm real-time PCR sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30 gần 100%. Tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02% đến 0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong. Các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia và triển khai chương trình trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc, song vẫn phải kiểm soát, theo dõi chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân tham gia chương trình. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 7 tháng 11, địa phương sẽ xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố. Trong đó, nhà hàng, cửa hàng cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống xét nghiệm 100%. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng hiện đang diễn biến phức tạp, nhất là ở nhóm đối tượng hàng quán, dịch vụ ăn uống, khiến nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào. Để chủ động kiểm soát dịch ở nhóm nguy cơ cao này, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng triển khai xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 11. Theo kế hoạch, chủ cơ sở, quản lý, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp, trông giữ xe, nhân viên bốc xếp, nhân viên giao hàng của 100% nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm bắt buộc. Thành phố Đà Nẵng sẽ phụ xét nghiệm COVID-19 đối với 30% đại diện người lao động của mỗi bộ phận tại cơ sở nhà hàng, quán ăn. Trường hợp nhà hàng, quán ăn có dưới 3 người lao động thì thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 1 người. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng tiếp tục xét nghiệm đại diện hộ gia đình trên toàn thành phố với tỷ lệ 30% đại diện hộ gia đình ở các khu dân cư, trừ những đối tượng đã được lấy mẫu thuộc diện nhà hàng, quán ăn. Trong quá trình xét nghiệm đại diện hộ gia đình, ưu tiên chọn những người vừa về Đà Nẵng, những người có yếu tố di chuyển, đi lại, tiếp xúc nhiều, thường xuyên đến những nơi đông người. Ngày 6 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, gồm 2 ca đã cách ly tập trung, 13 ca cách ly tạm thời tại nhà, 2 ca tại chốt kiểm dịch và 4 ca cộng đồng. Số ca mắc trong ngày 6 tháng 11 trên toàn thành phố đều thuộc 4 chuỗi lây nhiễm và được đánh giá có nguy cơ cao. Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có 4 trên 7 quận huyện ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, gồm quận Sơn Trà 11 ca, huyện Hòa Vang 6 ca, quận Liên Chiểu 1 ca, quận Thanh Khê 1 ca. Liên quan đến các ca mắc mới vừa ghi nhận, các quận huyện thiết lập 24 điểm phong tỏa cứng, với 260 hộ có 1.275 nhân khẩu. Trong ngày, địa phương có 75 trường hợp về từ ngoài tỉnh. Hiện nay có 18 trường hợp cách ly tập trung, 3 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 601 trường hợp theo dõi cách ly tại nhà. Thành phố Đà Nẵng cũng đã thiết lập 15 cơ sở cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại các địa phương, đang thực hiện cách ly 717 trường hợp, gồm 688 F1, 18 người về từ địa phương khác, 2 trường hợp nhập cảnh và 9 trường hợp khác. Một nồi cơm bốc khói nghi ngút, sườn, bì, chả, ốp lết, xá xíu, thịt kho đều là những nguyên liệu quen thuộc với món cơm tấm của người miền Nam. Nhiều nguyên liệu là thế, nhưng với bàn tay chế biến khéo léo của bà chủ tiệm cơm hơn 40 năm này, mọi thứ đều trở nên vừa vặn, đẹp mắt, ngon miệng, hấp dẫn thực khách Sài Gòn từ năm này qua năm khác. Ba ba da ba ba da ba ba.
Mỗi sáng, bà Thu Hồng, 65 tuổi, chủ tiệm cơm tấm đầu hẻm 241 Bến Vân Đồn, dậy từ 2 giờ sáng để thổi cơm. Sau đó, bà bày bán ngay trước một ngôi nhà cổ của hàng xóm cạnh nhà. Công việc này bà đã duy trì suốt từ những năm 20 tuổi. Đến nay, khi tuổi cao sức yếu, bà Hồng chỉ có thể nấu cơm, còn việc buôn bán phải nhờ cậy vào hai người con gái. Cái này là ở như hồi đó cô bán, rồi bây giờ cô mừng không nổi nữa. Ba cho giao cho nhỏ con gái nó bán nuôi cô. Cô tự vì cô có hai đứa con nè, có đứa nữa nó mới mất rồi. Bây giờ tụi nó nuôi cô. Nó cô không có bán, cô để nó bán vô cô mừng không nổi, cô đi. Mừng thì được, nhưng mà đi tới luôn không có được. Trời ơi, cô bán hồi nhỏ lớn luôn á, hồi lúc nó cũng hai mấy ba chục tuổi vậy bán bây giờ. Hồi rồi đó cô còn trẻ đó, cô bán ở ngoài chợ Bến Thành đó. Rồi sau này đuổi quá, mấy đứa này lớn có gia đình rồi cô không có bán nữa, cô mới dọn đi cô bán. Đó, thì bì chả rồi, xí mại, ép la, sườn rồi đó. Trước nhất á là sườn, sau là bì, sau là chả bì. Ép la ở đây là ăn cơm 8 sáng ta ăn được không? Ăn thua mình ướp thôi, mình bớp. Bây giờ cô có chỉ con cũng không biết làm, tự vì mừng theo cái ý của mình thôi. Không, nhà của người ta, ta cho nhờ, ngồi nhờ. Nhà lớn đẹp chứ. Quán cơm mở từ 4 giờ sáng. Bà Hồng lý giải phải dọn ra sớm để bà con trong hẻm mua ăn, để người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học. Tiệm đông nhất lúc 7 giờ và hết sạch hàng ngay lúc 9 giờ. 4 giờ bán tới giờ này dẹp nè, gần hết rồi dẹp. Giờ đó người ta đi làm, mấy đứa học sinh đi học. Đó người ta lợi, người ta mua, người ta ăn. Đông nhất là lúc 7 giờ sáng. Chị Ngọc Phượng, 46 tuổi, con gái cả của bà Hồng, bắt đầu tiếp quản tiệm cơm tấm của mẹ cách đây 2 năm. Mỗi ngày, chị Phượng ra tiệm từ 3 giờ sáng, sau đó hỗ trợ nướng sườn, bày biện hàng để bán cho khách. 3 giờ lên rồi, 3 giờ lên dọn ra. Dọn ra xong rồi bắt đầu 4 giờ rưỡi, 4 giờ nướng sườn rồi. Rồi xong rồi 5 giờ dẹp. 5 giờ dẹp rồi bán tới 9 giờ rồi mình lên. Nhưng mà giờ má nó còn khỏe đi cho bà mặn rồi. Bây giờ má cũng chỉ không biết nấu gì đó. Rồi khi nào má bà lớn tuổi má không nấu nữa thì nấu. Như sườn với bì chả thì 35, sườn thông 25. Còn xí mại với lợi chả thì 20. Hộp vịt thịt kho 30. Vịt thịt kho da heo 30. Rồi khô chà bông với lợi bì chả 25 ngàn. Cơm thì có 2 miếng chả với bì thì 20. Tiệm cơm nhỏ mở được hơn 40 năm, trở thành món ăn quen thuộc của cả người dân trong hẻm nhỏ lẫn các thực khách từ các vùng lân cận. Suốt 5 tháng giãn cách xã hội, tiệm phải xa khách hàng. Mấy mẹ con ở trong nhà tránh dịch, nhớ khách nhưng cũng ngậm ngùi, mong ngóng ngày bình thường trở lại. Cái lúc đó thì mình cũng buồn, ở nhà thì không có làm gì cũng buồn. Nhưng mà cũng muốn ra bán, mình cũng sợ dịch bệnh này nọ. Cũng phải giữ gìn sức khỏe mình. Mình hỏi làm sức khỏe mình, gặp lại mình là mừng. 7 giờ 30 phút, khách tấp nập đến ăn. Tiệm chỉ có bàn với vài chiếc ghế đơn sơ, nên người gần tiệm mang tô, dĩa của nhà ra đựng mang về. Ai xa thì đựng vào hộp, không thì ngồi xung quanh chủ quán để ăn như người trong nhà. Quán này là lâu lắm rồi đó, ăn sớm này cũng lâu rồi, bữa nay cũng thích, nhưng bữa nay ăn cái này kia, nhưng mà cô ăn cơm thì dễ ăn hơn bữa sáng 2-3 lần rồi đó. Cô ăn, cô thích ăn bì chả nhất. Nó dễ ăn. Mà cô ít ăn thịt hơn, cô thích ăn bì chả nó dễ ăn hơn. Tiệm cơm tấm Bình Dị tồn tại suốt gần nửa thế kỷ của mẹ con bà Hồng vẫn nóng hổi, thơm phức, từ tờ mờ sáng. Dĩa cơm đầy đặn, giá phải chăng, nguyên liệu tươi ngon vừa vặn, được duy trì qua hai thế hệ. Người ăn không chỉ cảm được cái vị quen thuộc, gần gũi của ẩm thực Sài Gòn, ngồi trước không gian hoài cổ, dĩa cơm tấm cũng ngon miệng, hấp dẫn hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 sáng nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên theo dõi bản tin COVID-19 tối nay trên kênh YouTube Báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, rất mong mọi người tiếp tục nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K và thông điệp 5T của Bộ Y tế, chấp hành nghiêm những quy định của địa phương và ngành chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.